Xin kính chào mừng tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ cũng uh, kính chào tất cả những ông bà anh chị em theo dõi ở trên livestream hoặc là sẽ xem lại cái livestream của hội thánh. Um, rất là cảm ơn Chúa là hội thánh chúng ta có livestream cho nên là con dân Chúa ở khắp nơi có thể vào và cùng nghe lời Chúa chung với nhau. Chúng ta uh, biết ơn Chúa về điều đó và cũng uh, biết ơn những anh em thanh niên, các bạn trẻ đã lo được cái điều đó. Hôm nay, thực ra chúng ta là cái, nếu mà trong lịch của uh, của đạo thì đây là cái tuần cuối của uh, mùa chai, tức là cái mùa Lent. Và cuối tuần tới thì đã là uh, cái ngày lễ lá Palm Sunday, phải không? Cái, cái tuần của lễ lá, rồi sau đó là lễ phục sinh, cho nên là trong cái khoảng thời gian này thường là cái khoảng thời gian mà kêu gọi con dân Chúa suy niệm về cái sự chết của Chúa và sự sống lại à, chúng ta có thì giờ à, kiên ăn cầu nguyện tùy theo mỗi cá nhân của mình và có cái thì giờ để à, suy gẫm về à, Chúa đã đấng đã chết cho chúng ta hôm nay một sư muốn học với quý ông bà anh chị em với cái đề tài là à, ba thập giá trên đồi Sọ. Chúng ta xem trong Luca đoạn 23 Từ câu 32 à, Một sư sẽ đọc Trước khi chúng ta cầu nguyện và học chung với nhau Một sư khi mà học Kinh Thánh sách Nehemi Thì học được một điều Là dân sự của Chúa Lúc đó họ có thể đứng 6 tiếng đồng hồ với anh chị để, để học lời của Chúa đó Và một sư thấy rằng họ có cái sự khao khát Và tôn trọng lời của Chúa cho nên là một sư ước ao là quý ông bà chị em chịu khó Mỗi khi chúng ta đọc lời Chúa xin ta cùng à, chúng ta cũng đứng lên Chúng ta bày tỏ cái sự tôn trọng lời của Chúa Chúng ta cũng đứng lên chúng ta nghe lời của Chúa Trong Luca đoạn 23 từ câu 32 cho đến câu 49 Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với Ngài Khi Ngài đến một chỗ gọi là chỗ sọ họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp một tên bên hữu ngài một tên thì bên tả xong đức chúa giêsu cầu rằng lại cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của ngài dân chúng đứng đó mà ngó các người coi việc nhạo cười ngài mà rằng nó đã cứu kẻ khác nếu nó là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa thì hãy cứu mình đi quân lính cũng giỡn cợt ngài lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng nếu ngươi là vua dân juda hãy tự cứu lấy mình đi phía trên đầu ngài có đề rằng người này là vua dân juda và một tên trộm cướp bị đóng à, bị đóng đinh thì mắng nhiếc ngài rằng ngươi không phải là đấng Christ sao hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa nhưng tên kia trách nó rằng ngươi cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng kính sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Những người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng, hỡi giê -xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa giê -xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta nơi Ba-ra-đi. Khi đó ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tâm cho đến giờ thứ chín mặt trời trở nên tối và màn ở trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai đức chúa giêsu bèn kêu lớn rằng hỡi cha tôi giao linh hồn lại trong tay cha ngài vừa nói xong thì tắt hơi Thầy đổi thấy sự đã xảy ra ngợi khen đức chúa trời rằng thật người này là người công bình cả dân chúng đi xem thấy nông nổi làm vậy đấm ngực mà trở về Xong những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Ga-li-lê đều đứng đằng xa mà ngó. Chúa Thánh Linh ơi chúng con đến với lời của Ngài, nguyện Chúa Ngài dạy dỗ chúng con, cho chúng con nghe tiếng của Ngài, cho cá nhân của mình. Nguyện Chúa sức giàu một cách không giới hạn trên người giảng, trên người nghe. Chúng con cảm đội ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen mời Thánh An Tòa. Ở trong Kinh Thánh, á, chúng ta thấy thường hay đề cập tới Chúa ở giữa, Chúa xuất hiện ở giữa. Và tới khi mà Ngài bị đóng đinh, á, thì Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa được đóng đinh ở giữa hai tên trộm cướp. Chúng ta thấy ngày nay nếu mà chúng ta nhìn thấy thập tự giá đó, thì chúng ta thấy nó là biểu một cái biểu hiện của tình yêu thương, biểu tượng của tình yêu thương. Phải không? Cái gì đó mình thấy rất là đáng yêu cái điều cái biểu tượng của cái niềm tin của mình. Ví dụ như chúng ta thấy là ngày nay có những người đeo dây chuyền thì có hình thập tự giá, phải không? Hay là chúng ta thấy thập tự giá ở trên nóc đền thờ là nơi của sự thờ phượng. Chúng ta vào trong nhà thương, chúng ta thấy uh, chữ thập đỏ, thập tự giá là cái nơi của cái sự yêu thương. Chúng ta vào nhà thuốc, chúng ta thấy thập tự giá là biểu tượng của sự chữa lành. Chúng ta thấy là những cái biểu tượng đó rất là đẹp. Nhưng mà thật ra là tại vì từ khi Chúa Giêsu chết chết trên thập tự giá, thì cái biểu tượng đó mới mới trở thành một cái biểu tượng đẹp, một biểu tượng của tình yêu thương của sự chữa lành. Còn trong cái lúc mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá ở dưới cái quyền của chế độ La Mã, thì đó là một cái biểu tượng của một cái sự chết khủng khiếp nhất. Đó là một cái án phạt mà kêu bằng giả man nhất Ví dụ như ngày nay mà một cái người bị xử tử đi Một cái người bị án chết đi Thì người ta cho ngồi ghế điện Hay là người ta chích thuốc cho chết Nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng Nhưng mà cái án phạt thập tử giá đó Là một cái án phạt mà vừa cái bằng hình phạt ở trên thể xác tức là đóng đinh cái người đó rồi khi mà gian hai tay ra đóng đinh như vậy á, thì cái cơ thể nó kéo cái sức nặng nó nó kéo xuống mà muốn mà thở được á, thì phải kéo cái lồng ngực lên mà mỗi lần kéo cái lồng ngực lên như vậy thì những cái vết thương trên tay chân nó lại trì xuống cho nên là cực kỳ đau đớn rồi chúng ta thấy chúa còn bị giáo uh, đâm vào trong hông của ngài đầu ngài đeo mão gai ở giữa một cái trời nắng uh, gắt như vậy chúng ta thấy là nói về thể xác là một cái sự đau đớn nhưng mà không phải chỉ là cái thể xác không mà nó là một cái sự nhục nhã là bởi vì phải phơi thay ở trên thập tự giá như vậy cho bao nhiêu người xem mà coi như là gần như là người đó lõ thể là lõ lồ ở trên thập tự giá đó cho nên nó là một cái sự nhục nhã ở trong tâm hồn một cái sự đau đớn ở trên thể xác mà họ cố tình đóng trên thập tự giá như vậy á để cho người đó chết từ từ chứ không có chết lẹ. Tức là cho chết mà còn chết từ từ nữa, ác vậy nó chứ không phải là không phải là thường. Cho nên là khi chúng ta à, suy nghĩ tới à, Chúa ở trên thập tự giá thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hy sinh của Chúa rất là lớn. Nhưng mà cái sự Chúa chết trên thập tự giá không phải là sự tình cờ, nhưng mà đã có một cái sự báo trước. Tôi đọc trong Esai đoạn 53 câu 12 nói như vậy Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết Đã bị kể vào hàng kẻ giữ, Đã mang lấy tội lỗi nhiều người Và cầu thai cho những kẻ phạm tội Tức là cái sự chết của Chúa bị đóng đinh chung với lại bọn uh, cướp những cái kẻ gian ác là đã được dự báo trước ở trong các tiên tri đã báo trước từ trong Ê Bây giờ chúng ta thấy Chúa chết trên thập tự giá chúng ta nghe nói rất là nhiều, nhưng mà tất cả những cái hình ảnh gọi là đồi Gô-gô-tha đó thì chúng ta thấy không phải một thập tự giá mà lúc nào cũng có hình ba thập tự giá mà cái chi tiết đó cả bốn sách Phúc âm Ma-thi-ơ, Lu-ca, Giăng đều viết lại thì như vậy chắc chắn là Chúa Thánh Linh có ý cho nên là bốn sách mới viết lại Nhưng mà cũng lạ là bốn sách đều viết Nhưng mà bốn sách không có sách nào giải thích cho chúng ta Mà chúng ta phải tự nhìn thấy Cái ý nghĩa khi mà Chúa cho phép ba cái thập tự giá đó xảy ra Ở trong Cô Rinh Tô Nhất đoạn 1 câu 18 thì nói như vậy Bởi lời giảng về thập tự giá Thì những người hư mất thì cho là điên dại Xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy là một thập tự giá nhưng mà chia đôi cái cái dòng lịch sử chia đôi cái nhân loại ra và thành hai cái thái độ của những người mà hư mất đi vào con đường hư mất thì cho rằng đó là chuyện rồ dại là tại vì họ muốn rằng muốn làm làm chúa của cả thế gian muốn thắng được người ta về với mình thì đi bằng quyền lực chứ không ai mà đi bằng một cái hình ảnh chịu chết mà chết một cách nhục nhã như vậy, cho nên đó là một cái chuyện rồ dại. Nhưng mà đối với những người mà được cứu chuộc thì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và cái 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 hình ảnh đó cho chúng ta thấy rõ ở trên thập tự giá, tức là một bên hai tên cướp thì một tên một bên thì coi đó là rồ dại, nhưng mà một bên thì một tên cướp còn lại thì nhìn đó như là quyền phép của chúa để đem đến sự sống đời đời trước khi một sư đi vào để à, nói về ba cái thập tự giá này thì chúng ta thấy ba cái thập giá này đều là để kết tội của những người gian ác thập tự giá giống như nhau phải không Rồi cái phương thức để để hình phạt để họ chịu chết giống như nhau nhưng mà cái ý nghĩa nó khác nhau Bây giờ nói một chút trước khi chúng ta vào ba cái thập tự giá đó Chúng ta nói tới một chút cho quý ông bà anh chị em thấy nó có cái này rất là hay Là cái chỗ mà Chúa Giêsu bị đóng đinh đó Thì người ta gọi là Đồi Gogotha Đòi Gogotha Go -Go mà cái chữ Gogotha đó đó thì cái góc ý nghĩa nó gọi là đồi sọ Bản tiếng Việt mình dịch là đồi sọ Cái chữ skirt là đồi sọ à, Người Do Thái có nhiều lúc họ tranh luận với nhau họ không biết thật sự là cái đồi sọ đó ở trong ở trên cái đất do thái nó nằm ở chỗ nào ngày nay vẫn còn tranh luận không ai rõ được cái vị trí chính xác là ở chỗ nào nhưng mà chúa không có muốn chúng ta phải tranh luận cái chỗ nào nhưng mà chúa biếu muốn chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra ở chỗ đó nó mới quan trọng và những cái uh, những cái người mà truyền thống uh, của um, lịch sử của do thái á, thì có người họ nói rằng là Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên cái đồi sọ đó là nơi mà họ chôn ông Adam. Tức là cái nơi mà Adam chết. Cho nên họ nói rằng bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian là Adam đầu tiên thì Chúa Giêsu là Adam thứ hai đã chịu chết để cho chúng ta được sự công chính. Đó là một cái một cái ý nghĩa cũng rất là hay. Một cái một cái lối giải thích thứ hai cũng rất là hay. Đó là người ta nói rằng cái cái ngọn núi mà có đồi sọ đó chính là nơi mà Abraham đã dân y sát và khi mà Abraham dân y sát thì Chúa nói rằng ngươi hãy dân đứa con mà ta ban cho ngươi là đứa con một mà ngươi yêu thương hãy dân cái đứa đó và khi mà Abraham bằng lòng dân thì Chúa nói là ngươi không cần phải giết con ngươi nữa bởi vì ngày nay ta biết ngươi đã sẵn sàng dân con ngươi cho ta mà không có từ chối cho nên là Chúa đã nói cái điều đó Nhưng mà bây giờ tại ở trên đồi Gô Tha này Thì Đức Chúa Trời đã dân chính con một của Ngài Không từ khước để cho chúng ta biết rằng Ngài yêu thương chúng ta tới mức độ nào Một cái thứ ba Là cái hình ảnh Người ta nói rằng Ông David khi mà ông giết Goliath á, Thì ông David á, Ông mới chặt đầu Goliath Nhớ không mà khi ổng chặt đầu Goliath á, Thì ổng đem về á, Là ổng đem về ngay cái đồi sọ này Để chôn Cho nên người ta nói rằng Đó cũng là một cái hình ảnh Để được ứng nghiệm ở trong sáng thế ký Khi mà nói rằng là khi mà Chúa có cái sự lời mà rũ xả ở trên con rắn trên ma quỷ á, thì nói là dòng dõi của người nữ sẽ sẽ uh, sẽ đạp ở trên ngươi phải không và và ngươi sẽ ở dưới chân của người nữ và cái người nữ thì sẽ bị cắn nơi gót chân Nhưng mà ngươi thì bị đè, bị bị coi như là nát cái đầu của ngươi Thì cái điều đó cho thấy rằng Cái cái đầu sọ của Goliath đem về chôn ở tại đó Và cái gót chân của Chúa Giêsu là con của dòng dõi nữ Là bà Mary tại vì không, không có người nào được sanh bởi Thánh Linh Cho nên đó là cái gót đó thì bị đóng ở trên thập tự giá Nhưng mà cái sự đắc thắng của Chúa ở trên ma quỷ cho nên là chúng ta thấy rằng nó có những cái ý nghĩa à, không phải là tình cờ mà Chúa đã chết ở trên cái đồi sọ đó nhưng mà trở về ba thập tự giá thì ba thập tự giá này chúng ta thấy nó có ba cái ý nghĩa khác nhau một sư gọi cái thập tự giá đầu tiên là thập tự giá của sự chống nghịch cái thập tự giá thứ hai là thập tự giá của sự chấp nhận và cái thập giá ở giữa của Chúa chúng ta là thập tự giá của sự cứu chuộc. Bây giờ chúng ta nói cái đầu tiên là thập tự giá của sự chống nghịch. Thì đoạn 23 câu 39 mình coi coi cái người cướp đó nói cái gì. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh à, mắng nhiếc phải không? À, nói móc Chúa, nói rằng ngươi không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi rồi cứu chúng ta nữa. Ở đây chúng ta thấy rằng cái tên cướp này cũng bị treo cũng ở trên thập tự giá bên Chúa Giêsu nhưng mà nó lại nhạo báng Chúa Giêsu. Thực ra trong cái góc nghĩa Hy Lạp á, thì cái người này mang cái ý nghĩa là hắn la lên ở trong cái sự cay đắng, trong cái sự tức tối một cái cách khiếm nhã mà nói rằng nếu mà Chúa là Chúa Giêsu là 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 Đấng Christ tại sao không cứu chính mình rồi cứu cứu nó luôn, cứu cái người cướp đó luôn chúng ta thấy đây là cái loại người họ không biết vì lý do gì đã đẩy đưa họ tới cái án tội đó để họ phải lên trên cái thập tự giá đó và đầy những cái sự bức bối đầy cái sự cay đắng nhưng mà lại không có chấp nhận cái tội lỗi và cái án phạt của mình mà chỉ tìm cách để đổ lỗi để oán trách ở trên người khác đây không phải là hình ảnh của một người khiêm nhường Người này không nhìn nhận tội lỗi của mình Ngược lại lại từ khước Chúa Bởi vì Chúa đã không làm điều mà ông muốn Tại vì nói sao Nếu mà được thì cứu mình đi Rồi cứu ta luôn Thì quý bạn cho em nghe cái điều đó thì thấy cái gì Rõ ràng là Ông muốn không muốn phải trả cái giá tội lỗi của mình không thấy câu nào nói là mình là có tội mà cũng không có nói là cái án của mình đáng phải chết mà chỉ tìm cách bây giờ nếu được hả ông cứu ông rồi cứu tôi luôn tức là chỉ muốn làm sao là để có thể thoát được cái án đó thôi khi chúa mà không trả lời như họ nghĩ hoặc là không có ngăn cản những cái thảm kịch xảy ra thì họ đổ lỗi cho chúa họ rủa xả chúa họ không chấp nhận mình sai mà chỉ bực tức là bởi vì mình bị bắt mà thôi đó là cái thái độ của những người chống nghịch lại với thập tự giá ở đây chúng ta cũng thấy họ đã thất bại khi mà không có nhận ra tội lỗi của mình sẽ có những người ở trong thế gian này họ làm tội nhưng mà họ sẽ mỉa mai chúa và mỉa mai những người theo chúa và họ không có nhìn nhận là họ là tội lỗi đi theo Chúa làm cái gì đi thờ phượng Chúa làm cái gì phải không? và họ cho rằng uh, chết là hết họ sống theo cái cách của họ nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy cái cách họ nói cái cách của cái người cướp này nói nếu mà ngài là Đấng Christ thì cứu chính mình đi rồi cũng cứu chúng tôi nữa thì ở đây mình thấy nhắc cho chúng ta nhớ đây là cái cách nói của ma quỷ quý vị nhớ là khi mà Chúa Giêsu bị cám dỗ không thì ma quỷ cũng nói là nếu ngài là nếu ngươi là đấng Christ thì hãy gieo mình từ trên thành xuống đi rồi thiên sứ sẽ đỡ đây là cái cách nói của ma quỷ cách nói của những người chống nghịch với lại Chúa nhưng mà quý ông bà anh chị em Chúa Giêsu gánh cái nhu cầu lớn nhất của nhân loại là tội lỗi nhưng mà vẫn có những người đã không chấp nhận cái thập tự giá của Chúa khi mà chúng ta đọc tiếp cái thập tự giá thứ hai là thập tự giá của sự chấp nhận thì chúng ta sẽ thấy nó có sự tương phản qua lại giữa hai cái tên cướp đó thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ chúng ta đọc tiếp thì câu à, câu 40 nhưng mà cái tên cướp kia thì nói rằng ngươi cũng chịu một hình phạt, tức là ngươi đã làm chuyện en ác và ngươi phải bị hình phạt mà ngươi còn dám phỉ bán Chúa sao? Phải không? Chứ chẳng sợ kính sợ Chúa sao Về phần chúng ta Tức là ta với ngươi Hai tên cướp nói với nhau Về phần chúng ta thì là một sự công bình Tức là mình đáng, mình làm Thì mình chịu, đó là công bình Hình ta chịu xứng với việc ta làm Nhưng mà người này Thì không hề làm một điều gì ác Như vậy thì so với Cái người cướp kia đó Chúng ta thấy người này có cái sự chấp nhận Mà ở đây chấp nhận cái gì Cái thứ nhất là chấp nhận là ông có cái sự kính sợ Chúa, ông nói cái người kia là người phạm tội ráng phải chịu mà còn ở đó không kính sợ Chúa sao? Cho nên là cái điều đầu tiên mình thấy là cái người mà có cái tinh thần chấp nhận cái kẻ cướp này á là kính sợ Chúa. Rồi có năm điều mà ông chấp nhận một sự ghi xuống được. Cái thứ nhất, ông chấp nhận ông có tội. Tại vì ông nói rõ ràng là tôi làm xứng để cái án tôi chịu xứng với cái điều tôi làm Tức là ông chấp nhận là ông có tội Mà điều đó nó phù hợp với Kinh Thánh nói trong Roma đoạn 3 câu 23 Vì mọi người đều đã phạm tội Hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Như vậy thì dù là cái người chống Chúa hay là cái người ủng hộ Chúa Đã là con người thì là có tội Nhưng mà có những người nhìn nhận mình có tội Và có những người chối bỏ không nhìn nhận mình có tội rồi cái chấp nhận thứ hai Người này chấp nhận đó là Chấp nhận là mình phải trả cái án tội lỗi của mình Điều này phù hợp với lời của Chúa Trong Roma đoạn 6 câu 23 nói sao Tiền công của tội lỗi là sự chết Tiền công tội lỗi là sự chết Cho nên là nếu mà đã có tội Thì phải có cái giá trả của tội lỗi của mình cái chấp nhận thứ ba là ông chấp nhận rằng cái án phạt của mình là công bình tức là mình làm ác như vậy cái việc mình chết là công bình tất cả chúng ta đều xứng đáng cho sự chết đời đời cái đó là lẽ công bằng là bởi vì ở trước mặt Chúa chúng ta đều là những người tội nhân cho nên cái là cái chấp nhận thứ ba cái chấp nhận thứ tư mà cái chấp nhận này rất là quan trọng đó là Chúa không hề làm một điều gì ác cái người cướp này nói rõ ràng này Ta với Ngươi thì phạm tội thì gánh chịu là phải nhưng mà người này không hề làm một điều gì ác và cái chấp nhận thứ năm là chấp nhận Chúa Giêsu là cái giải pháp cho tội lỗi của mình. Ông quay ông nói là khi nào mà Chúa về với lại uh, cha của mình thì đừng có thì thì nhớ đến tôi phải không? Để đọc lại cái câu đó. Ông nói làm sao? ông nói rằng à, hỡi giê xu khi ngài đến trong nước mình rồi xin hãy nhớ lấy tôi như vậy thì rõ ràng là ông kêu cầu tới danh của giê xu và ông biết rằng chúa giê xu sẽ cứu được ông ông nói là khi nào mà về nước trời thì hãy nhớ đến tôi có nhiều người nói ôi như vậy chỉ nói là 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 là, là tin chúa cái là được cứu liền nhưng mà theo chúa gì mà đơn giản quá vậy phải không Người ta muốn thấy là phải đổ công, phải khốn khó thì mới tin Chúa. Còn cái này mà tin Chúa đơn giản như vậy. Nhưng mà chúng ta đọc cái người mà gọi là cái thập tự giá của sự chấp nhận. Nay là đúng với những cái điều mà chúng ta cần phải có khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó. Cái thứ nhất là phải nhìn nhận mình là tội nhân. Người ta, khi người ta không thấy mình có tội thì người ta đâu có cần cứu Chúa. Cũng giống như là Chúa nói Chúa đến không phải vì người khỏe mà Chúa thầy thuốc đến không phải vì người khỏe mà vì người bệnh. Chúa đến không phải vì người công bình mà vì, vì tội nhân. Phải thấy mình tội nhân thì mình mới cần có cứu Chúa. Cho nên là khi mà mình muốn cầu nguyện cho một người nào tin Chúa hay cá nhân của mình, anh chị em mình mà cầu nguyện tin Chúa thì thứ nhất mình phải nhìn nhận là mình có tội. Và cái thứ hai mình phải biết rằng tội lỗi đó sẽ dẫn mình tới sự chết. Và cái điều đó là mình xứng đáng để để chịu cái án đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận là Chúa Giêsu là đấng vô tội Và chết cho chúng ta Và khi mà Chúa Giêsu là đấng vô tội chết cho chúng ta Thì lúc đó, đó chúng ta kêu cầu tới danh của Chúa Thì chúng ta được cứu Cho nên là cái bài học mà chúng ta học được Ở trong cái chỗ của cái người chấp nhận này á cái bài học thứ nhất chúng ta thấy rằng cái con đường cứu rỗi đó, là rất là đơn giản là bởi sự ăn năn và đức tin của chúng ta. Phải không? Lời của Chúa trong epheso đoạn 2 câu 8 nói như vậy. vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình. Chúng ta không ai khoe mình được hết. Cái người cướp gian án chức tội lỗi nhất ở trên thập tự giá vẫn có thể được cứu nếu như người đó ăn năn và bằng lòng tin cho nên đó là cái, cái chỗ này là cái chỗ mà khác biệt với tất cả các tôn giáo khác các tôn giáo khác thì họ rằng đó là cái sự nỗ lực của con người để được cứu nhưng mà cái niềm tin của chúng ta là chúa giêsu là nỗ lực của thượng đế để cứu chúng ta và chúng ta chỉ có ăn năn và có niềm tin nơi chúa thì được chúng ta cũng thấy được cái bài học là cái tội nhân kinh khủng nhất cũng có thể được cứu cứu rỗi không có lệ thuộc vào nghi thức tôn giáo cũng không có phải là làm từ thiện hay là đóng góp dân hiến chúng ta thấy là các tôn giáo khác á, thì lúc nào họ cũng dùng những cái nghi thức lễ nghi để cho rằng đó là con đường để chúng ta có thể được cứu hoặc là phải làm từ thiện phải không phải cúng phải làm được kia để để được để được sự sống đời đời nhưng mà trong Chúa thì chúng ta thấy rằng kinh thánh nói rõ ràng là chúng ta chỉ ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được như vậy thì như hai cái kẻ cướp chúng ta đều bị kết tội khi đứng trước mặt Chúa không cần biết là chúng ta ủng hộ chúng ta không ủng hộ chúng ta sỉ uh, nhục Chúa hay chúng ta tôn trọng Chúa nhưng mà tất cả chúng ta đều phải ứng hầu ở trước mặt Chúa. Nhưng mà trên thập tự giá đó thì Chúa trả cái án phạt tội lỗi cho chúng ta. Một sư thấy như vậy nè. Ba người này đều phải chết. Tức là hai tên tướng cướp và Chúa. Nhưng mà cái tên cướp mà chống nghịch á thì chết cả xác lẫn hồn. Cái tên tướng cướp mà chấp nhận á, chấp nhận Chúa đó thì chết xác được cứu hồn. Chỉ có Chúa là thập tử giá của sự cứu chuộc thì sau 3 ngày sát ngài sống lại và ngài là đấng sống đời đời. Và nói về cái sự cứu chuộc á thì chúng ta thấy là ba cái người này cái Chúa Giêsu á là ngài là đấng hoàn toàn không có tội. Nhưng mà trong ngài không có tội nhưng mà tội lỗi của cả thế gian thì chất ở trên ngài lưu ý ha nó có hai cái cái tội là in him và cái tội là on him cái tội in him thì trong chúa không có tội nhưng mà cái tội ở trên ngài thì đức chúa trời lấy hết tội lỗi của nhân gian mà chất ở trên ngài phải không còn cái người mà chống á thì được cứu được cứu là cái tội cả, cả cái người đó chối bỏ chúa cho nên là cái tội vẫn ở trên mình và cái tội ở trong mình đều đều còn lại còn cái người chấp nhận á, thì tội ở trong mình thì có nhưng mà tội trên mình thì không tại vì tội ở trên mình thì tất cả chúa đã gánh rồi phải không nhưng mà chúa gánh cho những người nào bằng lòng tin cho nên á là chúa bên trong thì không có tội nhưng mà bên trên thì gánh tất cả các tội cái người mà chấp nhận á, thì bên trong thì có tội nhưng mà bên trên thì không có tội là bởi vì Chúa đã gánh tội cho người được chấp nhận. Nhưng mà cái anh chàng mà chống đối, cái kẻ cướp mà chống đối á, thì bên trong tội mà bên trên cũng tội luôn. Chính vì vậy á, là chết cả xác lẫn hồn. Còn cái người bên đây á, là trong mình có tội phải chết, loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cho nên nó là tội bên trong thì chết, nhưng mà tội bên trên thì Chúa gánh rồi. Cho nên người đó sẽ được cứu sẽ vào Paradise Nhưng mà Chúa là cái thập tự giá thứ ba mà chúng ta học được Đó là thập tự giá của sự cứu chuộc Chúng ta thấy lời của Chúa khi mà cái người cướp nói Người này không làm một điều gì ác Như vậy thì Chúa không hề có tội mà Chúa không hề có tội thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi kế tiếp là nếu như Chúa không hề có tội thì tại sao Chúa chết ở trên thập tự giá? Tại vì thập tự giá là dành cho những người có tội mà những cái tội là ác ôn nhất thì mới ở trên thập tự giá. Cái chữ cứu chuộc á, cái chữ redeem đó có nghĩa là mua lại. Chúa chết trên thập tự giá là trả cái giá để mua lại chúng ta từ ở nơi quyền của tối tâm để trở về làm con cái của Chúa. Chúa chết ở trên thập tự giá. À, khi chúng ta học về Thập tự giá quý ông bà anh chị em Thì à, Ví dụ chúng ta nói tới phúc âm Chúng ta nói tới sự chết của Chúa Thì mới nói tới sự sống của Chúa Hai cái đó đã đi đôi với nhau Cho nên khi chúng ta nói tới thương khó Thương khó nó sẽ có giá trị Là bởi vì nó có phục sinh Phải không Và cũng vậy khi mà cái phục sinh nó khải quan Là khi chúng ta nhìn thấy được Là cái thương khó là tại vì nếu mà gọi là phục sinh không có chết làm sao mà có phục sinh. Phải không? Mà nếu mà Chúa Chúa chết rồi Chúa sống lại mình mới thấy được cái khải hoàn đó. Nhưng mà nếu mình học về thập tự giá đó thì mình sẽ thấy được nó thỏa mãn cái thuộc tính cao trọng của Chúa. Cái nhu cầu lớn nhất của con người là là giải quyết vấn đề tội lỗi. Quý vị cứ nghe đi nói người chúng ta nói là chúng ta sợ là tất cả những cái mà chúng ta sợ là tại vì nó dẫn tới chết không vậy trơn chúng ta sợ đói, chúng ta sợ khổ, chúng ta sợ sợ là, là là bệnh, là tất cả những cái đó là tại vì cái cuối cùng là chúng ta sợ chết. mà chúng ta không thể tránh được cái chết là bởi vì tất cả chúng ta đều phạm tội phải không? cái chữ phạm tội ở trong kinh thánh á, là giống như một cái người bắn cung mà không có vào được hồng tâm mà bị miss cái cái mark, phải không không có trúng được thì bây giờ cái người nói ờ tôi trật có một chút à thì cũng là trật bắn ra tuốt bên kia luôn trật quá xa cũng là trật mà đã là trật thì cái người cái người ngày xưa khi mà họ bắn như vậy thay vì họ nói là trật họ nói cái người đó xin cái người đó phạm tội rồi tức là người đó đã bắn trật cái mục tiêu rồi cho nên là tất cả chúng ta đều phạm tội thì Chúa đến để giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Thì bây giờ thập tự giá khi chúng ta muốn muốn hiểu thập tự giá đó là chúng ta phải thấy rằng Chúa là đấng thỏa mãn được ba cái đức tính tuyệt đối quan trọng. Cái thứ nhất là Chúa là đấng thánh khiết. Chúa là đấng thánh khiết, cho nên Ngài yêu thương chúng ta nhưng mà không bao giờ Ngài nói ờ thương nó quá cho nên tội nó coi như không có tội đi, không có nha. Kinh Thánh vẫn nói là tội là tội bởi vì Chúa là thánh khiết cho nên là chúa không có chấp nhận tội lỗi nhưng mà bây giờ cái kế tiếp là chúa là công bằng chúa là đấng công bằng có nghĩa là tội lỗi là phải chết cái đó là cái đức tính thứ hai của chúa và cái đức tính thứ ba của chúa lại là yêu thương cho nên là khi mà mình học quá mình không có tách một cái thuộc tính của chúa ra học được mà mình chúa là đấng bao gồm tất cả những cái thuộc tính đó thì chỉ có thập tự giá là trả lời được ba cái thuộc tính đó cho Chúa. Chúa nói: Ngươi phạm tội thì ngươi phải chết. Bởi vì ta là đấng thánh khiết và ta là đấng công chính, nhưng mà ta là đấng yêu thương. Cho nên là bây giờ vừa phải trả cho nó đúng công bằng mà vừa bày tỏ được cái tình yêu thương thì ta sai con một của ta xuống để chết cho con chết như vậy giải quyết được cái sự ô uế tội lỗi chết như vậy trả được cái bả, cái cái giá của sự công bình và chết như vậy để bày tỏ được cái tình yêu thương cho nên là khi chúng ta nhìn vào thập tự giá chúng ta thấy Chúa đã thỏa mãn được cái sự thánh khiết của ngài cái sự công chính của ngài và cái tình yêu thương của ngài và ngài mới chuộc chúng ta trở lại như vậy thì bây giờ cái câu hỏi còn lại là chúng ta đang đứng ở phía nào của thập tự giá? Phải không? Trong vòng chúng ta đã từng mở miệng để kêu rằng Chúa ơi, hãy nhớ đến con không? Hay là chúng ta chỉ mỉa mai, chúng ta chỉ cười nhạo, chúng ta không nhìn nhận lỗi lầm của mình và chúng ta không kêu cầu danh của Chúa. Chúng ta đang ở trên thập tự giá của sự chống nghịch hay là chúng ta ở trên thập tự giá của sự chấp nhận? và tôi ước ao là mỗi ông bà anh chị em nghe được cái sứ điệp ngày hôm nay, chúng ta phải hỏi mình là mình đang ở đâu. Mình đang ở đâu? Mình thật sự là đã cầu nguyện với Chúa để mình chấp nhận mình là tội nhân, mình chấp nhận Chúa là Đấng vô tội và mình chấp nhận là danh Chúa, Chúa là con đường duy nhất để đem chúng ta đến sự sống. Nếu chúng ta chưa từng kêu cầu danh của Chúa, hỡi giê xu khi ngài đến trong nước mình rồi hãy nhớ lấy tôi xin chúa cho chúng ta kêu cầu chúa chúa chết hai người cướp khoảng cách họ như nhau cơ hội họ như nhau chỉ là cái thái độ và cái quyết định của họ đối với sự chết của chúa sự cứu chuộc của ngài cho nên là paradise thiên đàng thì đang chờ đợi chúng ta nhưng mà chúng ta phải có một cái thái độ đúng là chấp nhận quyết vô tội của Chúa đổ ra ở trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta để chúng ta được làm con cái của Ngài khi mà nói về ba cái thập tự giá này nó không phải là xa lạ Mục Sư có thể đoán được rằng khi mà Mục Sư nói là Ồ, ba thập tự giá là quý bà cho em có thể đoán được cái bài học là cái gì rồi nhưng mà xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở mỗi chúng ta hội thánh chúng ta mở cửa cho tất cả những người ở những tôn giáo khác nhau chúng ta không hề trở ngại khi những anh em tới ở trên đây cầm microphone mà vẫn nói là tôi là người phật giáo có đúng không họ lên họ nói rằng tôi là người thiên chúa giáo có những người vào trong đây nói rằng tôi là do thái giáo có chúng ta mời tất cả chúng ta chào mừng tất cả những người đã đến là vì sao là bởi vì Chúa yêu thương tất cả mọi người Chúa chết, Chúa chết trên thập tự giá là cho tất cả chúng ta Nhưng mà chúng ta coi thập tự giá là rồ dại Hay chúng ta coi thập tự giá là quyền phép của sự cứu Chúa Và chúng ta có cái thái độ cho nó đúng Cho nên à, chúng ta ước ao Là tất cả những ông bà anh chị em Nghe được phục âm của Chúa Không phải chỉ đến à, như một người khách nhưng mà cũng có cái quyết định cho chính mình. Đó là chúng ta chấp nhận để mời Chúa làm cứu Chúa là đấng vô tội để cứu chúng ta hay là chúng ta vẫn mãi mãi đứng từ bên ngoài với một cái thái độ là chối bỏ tội lỗi của mình và không nhìn nhận sự cứu chuộc của Chúa. Cho nên là nguyện Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở mỗi chúng ta. Amen.